Nè Nè chắc còn xuống đó thầy. nè xem mà nè mà nó có phá vỡ trên line là có thể bắn ra. Đây, trên line tôi bắn đầu đây này. Dạ chào thầy, chào các anh chị nha. Chào Chào chị. thầy ạ. Dạ. Đây, đây là cái đường kèn của nè. Thử xem nào. Nia hình như nó đang hình thành cái cấu trúc vai đầu vai đó. Khả năng cao là nó phá trên line này thì nó sẽ đi xuống, cho nên mọi người đang nắm giữ nia thì cân nhắc có lời thì có thể bán ra một phần ha. Nia cái vùng mà 12, 13 đô đó có khả năng nó sẽ quay lại. Quay lại cái nó ra cái tin USN nữa là ngon luôn không thầy? Khả năng là như vậy, tại vì hôm trước mình có phân tích một cái nhịp hồi của Nia đó, nó hồi về 0.618 mọi người nhớ không? Dạ nhớ. Đó, thì nó hồi về vùng đó là khoảng đó đó là vùng 17 đô đó, đó 17 18 đô này, nhưng mà nó lên đâu đó là 17 7 thôi, thì cũng có khả năng đây là cái nhịp hồi nó tạo thành cái cấu trúc vai đầu vai và đi xuống này. Đồ thị Nia thì khả năng ha, khả năng nó sẽ đi xuống cho mọi người có thể tranh thủ chốt lời xung quanh cái vùng 16 đô này được. Còn dịp nào lên nữa thầy? Thấy giờ xuống quá trời thế này. Nia thì em nghĩ là nó rất tương lai, và nếu mà quan sát đến 4 giờ ngày tối nay đó mà nó đóng như khoảng 11 giờ tối nay đó, nó đóng xuống thấp phá vỡ cái trên line này đó thì khả năng phải bán ra. Đồ thị Nia thì nó đã đạt được rồi, mọi người thấy là nó đã đi từ vùng 7 đô mà lên tới vùng 20 đô rồi. Đoạn này này, đó. Trong lúc thị trường đang giảm một mình Nia thì Nia đã đi trước rồi. Từ vùng thấp nhất lên tới vùng cao nhất ở đây đối với Nia đã 160% rồi. Còn Nia thì hiện tại nó đang có khả năng sẽ đi xuống, cho nên là nếu mà giữ Nia thì tụi mọi người thôi, mọi người thử cân nhắc xem ha. Nếu mà có lời Nia thì có thể cân nhắc chốt lời hay là chốt gốc ra.